những dòng nước mắt nghẹn ngào của các cầu thủ Panama khi quốc ca của họ lần đầu vang lên ở World Cup, hay cách mà họ ăn mừng bàn thắng đầu tiên của World Cup sau pha lập công của người đàn ông 37 tuổi, Philippe Baloy. Phút thứ 20 hiệp phụ trận đấu vòng 16 đội giữa Croatia và Đan Mạch, Croatia được hưởng phạt đền. Modric bước lên và Kasper Schmeichel cản phá thành công. Trên khán đài, Schmeichel bố hét lên đầy hưng phấn. Khoảnh khắc cha con làm bùng cháy những xúc cảm của World Cup. Pickford cản phá bằng cái tay trái khéo léo của anh ở quả đá penalty thứ 5 của Colombia. Rồi Eric Dier bước lên, một cú sút làm thót tim tất cả ai yêu mến đội tuyển Anh. Nhưng bóng vẫn bay vào lưới. Người Anh hiểu rằng nỗi sợ hãi penalty của họ đã chính thức bị xóa bỏ. Ba mươi giây cuối cùng trận đấu giữa những người khi đó vẫn đang là đương kim vô địch đội tuyển Đức và đội tuyển Hàn Quốc, Neuer băng lên để đá tiền đạo. Anh bị đoạt bóng, một đường truyền dài lên cho Song Heung-min. Đội tuyển Hàn Quốc ăn mừng như thể đã vào vòng trong. Còn Đức, họ hiểu rằng mình lại trở thành một nhà vô địch phải dừng chân ngay từ vòng bảng. Hiệp phụ tứ kết World Cup giữa Nga và Croatia, Alen Zakhoev bước lên chấm đá phạt khi Nga đang bị Croatia dẫn bàn. Một cú treo bóng, rồi lưới Croatia rung lên. Người hùng là Fernandes, cầu thủ được sinh ra ở Brazil nhưng lại là một cầu thủ Nga chính hiệu. Rồi cũng chính anh bước lên chấm penalty, đá bay đi mọi hy vọng của người Nga tại chấm luân lưu nghiệt ngã. Người hùng và tội đồ trong bóng đá thật quá mỏng manh. Iran có một quả đá phạt sau khi Tây Ban Nha có bàn thắng. Quả phạt được tổ chức tốt với lợi thế từ các cầu thủ áo đỏ. Bàn thắng được ghi, một màn ăn mừng tuyệt vời đã được tạo ra, nhưng trọng tài đã không công nhận bởi công nghệ VAR. Bàn thắng bị cướp đi trong sự tranh cãi nảy lửa của các cầu thủ Iran. Đội tuyển Bỉ đã tạo ra một trong những pha phản công kinh điển nhất World Cup, với Courtois là người bắt đầu, rồi De Bruyne, Meunier, Lukaku và người kết thúc là Charlie. Bỉ không cho phép Nhật Bản kéo dài thời gian trận đấu sang hiệp phụ, dù đã có lúc họ bị dẫn 2 bàn. Có gì để nhớ về Messi ở World Cup này? Đó là khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Nigeria, một đường truyền hoàn hảo của Banega, một pha khống chế ngọt ngào của thiên tài và cú đá cực căng bằng chân không thuận. Trên khán đài, Maradona ăn mừng kiểu thách thức tất cả. Nhưng rất tiếc, ông không có cơ hội làm điều đó nhiều lần. Chẳng ai biết đến cái tên Pavard trước World Cup, nhưng anh sẽ được nhắc đến mãi mãi với cú đá này. Cú đá xoay chuyển tình thế cuộc đối đầu giữa Pháp và Argentina. Trận đấu giữa tuyển Anh và tuyển Bỉ vốn từng nhạt nhẽo, nhưng đột nhiên thú vị vô cùng bởi tình huống ăn mừng bàn thắng của Batshuayi. Trách cái cột, trách bóng hay tự trách mình. Và sau đó, Batshuayi trở thành tâm điểm của những lời chọc ghẹo. Bồ Đào Nha có thể thua Uruguay ở một trận đấu cụ thể, nhưng Cristiano Ronaldo thì chẳng thua ai về mặt hình ảnh sau giải đấu. Anh đã dìu Cavani ra khỏi sân sau chấn thương. Dù trước đó, cầu thủ này vừa ghi 2 bàn vào lưới của chính Cristiano Ronaldo. Đó sẽ là một hình ảnh được biểu dương trong lịch sử của World Cup. Và tất nhiên, hình ảnh này sẽ đọng lại mãi mãi là hình ảnh nước Pháp với chức vô địch World Cup 2018 trong cơn mưa tháng 7 tại Moscow.